Làm thế nào để chúng ta tạo ra một cái cảnh báo màu như thế này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Ví dụ nếu cái sản phẩm chúng ta hết hạn thì báo màu đỏ, còn trên 1 tháng là báo màu xanh, và nếu mà trên 3 tháng là báo màu vàng. Các bạn chưa biết thì ấn lưu và follow tôi nha, đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ bôi vùng mà chúng ta cần làm cái điều kiện đó. Sau đó các bạn chọn vào tab Home, các bạn chọn đến cái Conditional Formatting ở bên tay phải này. Và khi các bạn chọn đó, các bạn chọn vào lưu ruler. Và nó sẽ hiện ra cái hộp thoại như thế này. Và các bạn chọn đến User Formula. Thì trong này thì chúng ta sẽ ấn một cái mũi tên để nó có thể hiện ra cái thanh này để chúng ta nhìn cho nó dễ. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt cái công thức như sau. Nếu mà cái ô này, đúng không ạ, mà nó nhỏ hơn today, thì có nghĩa là gì ạ? Nó nhỏ hơn là nó hết hạn rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ báo về cái cảnh báo cho chúng ta vào, chọn vào gì ạ? Tab Fill ở đây. Thì các bạn sẽ chọn màu đỏ, ấn OK. Đó, và ấn OK thì nó ra màu đỏ, đúng không ạ? Đấy, còn cái trường hợp nếu mà nó báo màu xanh thì sao? Thì ở đây thì tôi đã làm công thức rồi. Thì các bạn bôi màu này. Bạn vào Conditional Formatting, các bạn chọn vào gì ạ? Ruler đây. Đấy. Đây, và nó sẽ hiện ra những cái bảng mà chúng ta đã làm công thức sẵn rồi. Ví dụ với màu xanh thì các bạn sẽ thấy cái công thức mà tôi đã xây dựng ở đây. Nếu mà gì ạ, cái ô D4 này mà nó lớn hơn today và là gì ạ, cái D4 này trừ today nó nhỏ hơn 30 ngày thì có nghĩa là gì ạ, sẽ trả về kết quả là màu xanh là còn hạn trên 1 tháng. Và tương tự đối với cái ô màu vàng các bạn cũng làm tương tự như thế. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem cái công thức tôi làm. Đó, các bạn thấy không ạ? Và nó sẽ tạo ra một cái bảng cực kỳ là xịn sò cảnh báo như thế này. Nếu các bạn nào chưa biết, hãy ấn like và follow tôi nha.